Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực, đáng chú ý về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng có gần 17.000 hectare sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể. 28 doanh nghiệp hoạt động du lịch canh nông được cấp quyền sử dụng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Con số hôm nay, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc có thể mang về 700 triệu USD trong năm 2019. Cơ hội cho nông sản Lâm Đồng sang Singapore. Thưa quý vị và bà con, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và đề cương tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Qua đó chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo. Việc tổng kết nghị quyết phải tiến hành một cách toàn diện, các bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo đầy đủ về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết và thực trạng các loại hình hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng. Việc tổng kết nghị quyết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực và khảo sát lại tại các địa phương mang tính đại diện vùng, miền. Theo như kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019. Cũng liên quan đến việc phát triển mô hình kinh tế tập thể, tại tỉnh Lâm Đồng, theo thống kê hiện có gần 17.000 hectare sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể. Trong đó có gần 100 hectare quản lý tập trung và 5 hectare đất chuyên dùng xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc của hợp tác xã. Toàn bộ diện tích đất còn lại đều do hộ thành viên trực tiếp quản lý, trồng trọt, chăn nuôi ổn định. Phần lớn hợp tác xã duy trì liên kết với doanh nghiệp để cung ứng các loại vật tư, phân bón, nguồn giống cây trồng, vật nuôi với giá rẻ hơn thị trường, đồng thời tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho hộ thành viên. Riêng việc bao tiêu nông sản của hộ thành viên, hiện chỉ có khoảng 25 hợp tác xã triển khai thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng rau sạch trong cả nước. Hạch toán lợi nhuận bình quân mỗi hợp tác xã hơn 1 tỷ đồng một năm, thu nhập cho lao động trong hợp tác xã khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, theo thông tin chương trình vừa nhận được, có 28 doanh nghiệp nông nghiệp tham gia mô hình du lịch canh nông tại Lâm Đồng sẽ được thực hiện thủ tục để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Việc các nông sản chủ yếu của Đà Lạt được cấp chứng nhận in trên tem, nhãn hàng vừa giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín, tăng lượng tiêu thụ, đồng thời giúp thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành được định vị trong tâm trí của người tiêu dùng. Không chỉ sử dụng thương hiệu, các nông sản mang nhãn Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành còn được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo. Việc lấy mẫu giám sát rau, củ, quả, cà phê để kiểm tra hoạt chất, thuốc bảo vệ thực vật, độ ẩm, caffeine, hàm lượng tro không tan được tiến hành thường xuyên. Các nhà vườn mô hình du lịch canh nông cũng được ngành du lịch kiểm tra hoạt động định kỳ, đều đặn để đảm bảo phù hợp các tiêu chí của du lịch canh nông. Hoạt động hậu kiểm là trách nhiệm của người làm quản lý, đảm bảo sản phẩm mang thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, luôn đạt chất lượng như cam kết, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hình thành thói quen giữ gìn chất lượng sản phẩm một cách bền vững. Liên tục chương trình, hàng chục hộ dân lao đao vì mía cháy. Độc đáo thu nhập cao từ nghề bắt nhện ở miền Tây. Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc có thể mang về 700 triệu USD trong năm 2019. Chuyển sang nội dung cập nhật những tin tức nông nghiệp đáng chú ý trên cả nước. Thưa quý bà con, thời gian gần đây tại một số huyện ở Quảng Ngãi, người dân trồng mía đang lao đao, đứng trước thảm cảnh nhiều diện tích mía bị thiêu rụi, không ai chịu mua. Với tình trạng mía rớt giá mạnh và hàng chục hộ dân trồng mía bị thiêu rụi trên đã đẩy nông dân vào cảnh lao đao. Chỉ trong chốc lát, đám mía 7 sào của ông Phạm Văn Phân ở thôn Mô Lan, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị thiêu rụi. Nhờ bà con hàng xóm tập trung thu hoạch,
rồi chuyển bán nhà máy đường được một số ít. Sau vụ này, gia đình ông Phân thiệt hại hàng chục triệu đồng. Mùa mía năm nay thì giá vậy thì cũng thiệt thòi cho bà con. Ví dụ mía như mấy năm ngoái thì cũng đỡ, chứ năm nay thì mía giá nó rẻ quá. Như năm nay mía trong đồng này nó bị cháy nữa. Trong vụ cháy cánh đồng mía cùng ông Phân, có gần 20 hộ dân khác ở xã Ba Tô có diện tích mía bị cháy thiệt hại nặng nề. Người dân cho biết, những vùng mía bị cháy năng suất giảm từ 10 đến 20% so với ruộng mía tươi. Nếu công ty mía đường không thu mua kịp thời thì trữ lượng đường sẽ giảm mạnh, những thiệt thòi này bà con đều phải gánh chịu hết. Thưa quý bà con, có thể thấy cháy mía thực sự là mối đe dọa đối với nông dân ở khắp các vùng nguyên liệu. Và không chỉ ở Quảng Ngãi mà tại Gia Lai hiện nay, thời tiết đang khô hanh nên nguy cơ xảy ra cháy vùng nguyên liệu mía là rất lớn. Chính quyền địa phương đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy mía cho người dân. Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thu ở thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đắc Bơ, Gia Lai có 15 hecta mía đang chờ thu hoạch. Bên cạnh đó, gia đình bà còn nhận đầu tư mía cho các hộ ở làng Kala và làng Jun, xã Giang Bắc nên để chủ động trong việc thu hoạch mía tránh tình trạng bị cháy. Vợ chồng bà ưu tiên thu hoạch ở những vùng khô nóng có nguy cơ cháy cao. Tình hình mình đầu tư mía mà có thì những cái vùng nào mà khô hạn thì mình tranh thủ chặt trước, đúng không? Rồi còn ở những cái vùng nào mà liên canh thì từ từ mình chặt sau, mình sợ khô cháy thì phải dọn trên đầu núi trước. Huyện Đắc Bơ là vùng nguyên liệu mía của nhà máy đường An Khê với diện tích lên đến 7.160 hecta. Đến thời điểm này, nhà máy đường An Khê mới thu mua được khoảng trên 60% diện tích, vùng mía nguyên liệu còn lại rất lớn. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, nguy cơ xảy ra cháy mía rất cao. Thực tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đắc Bơ, Gia Lai đã có 26,4 hecta của 17 hộ bị thiệt hại do cháy mía. Trước tình hình đó, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ cháy mía có thể xảy ra. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị bà con, hiện nay các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang vào vụ thu hoạch ớt. Năm nay, ớt được thu mua với giá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi. Ghi nhận sau đây được thực hiện tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Gia đình ông Phạm Phụng ở xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi đang tranh thủ thu hoạch ớt trên diện tích hơn 2 sào của gia đình. Đây là đợt thu hoạch lứa ớt thứ hai với giá ớt tăng lên 30.000 đồng một ký. Mỗi đợt ông Phụng thu về được gần 2 triệu đồng. Hả, bán được 4 lứa rồi. Đầu tiên là hơi chục không tóm, sau nữa 3 kỳ là 30, bữa nay hết cũng được 100 ký nữa mà chưa căng. Trong sau cứ giá sau cứ hầm mấy ngàn thì nông dân phấn khởi. Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi là một trong những địa phương có diện tích trồng ớt nhiều với hơn 20 hecta. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá ớt giảm chỉ có 6 đến 8.000 đồng một ký, dẫn đến người trồng ớt bị thua lỗ, nên nhiều hộ năm nay thu hẹp diện tích hoặc không trồng lại cây ớt. Theo người dân, hiện giá ớt tăng lên đến 30.000 một ký, bà con thu lãi hơn 10 đồng mỗi ký. Với cây ớt, trung bình thu hoạch từ 5 đến 6 lứa một tháng. Thời gian thu hoạch kéo dài trong 3 tháng, năng suất đạt 750 ký một sào. Nếu giá ớt giữ được như thế này, bình quân một sào, bà con thu về 20 triệu đồng. Thưa quý bà con, cây ớt không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc và vốn đầu tư. Nếu giá cả ổn định thì sẽ mang lại thu nhập cao cho người trồng. Tuy nhiên thì đầu ra của cây ớt hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc. Vì vậy, nông dân cũng cần cân nhắc khi mở rộng diện tích cây trồng này. Chuyển sang một thông tin thú vị khác, không liên quan đến cây trồng vật nuôi nhưng gắn với sinh kế của nhiều người vùng nông thôn ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện chúng tôi muốn kể đó là về nghề bắt nhện. Công việc tưởng chừng khá lạ lẫm này nhưng đã đem lại nguồn thu nhập rất cao cho người tham gia với nghề. Nhện được bắt thường là nhện hùm. Loài nhện to con này thường giăng lưới ở những cây lớn hay đường dây điện. Người bắt chỉ cần dùng cây đơn giản như thế này là có thể bắt được nhện. Trung bình một người mỗi ngày len lỏi vào các vùng nông thôn có thể bắt được từ 1 đến 1,5 kg nhện hùm. Một ký khoảng 300 đến 400 con. Với giá thu mua hiện nay ở mức 700.000 đồng trên một ký, có lúc hút hàng lên đến gần 1 triệu đồng trên một ký. Trừ hết các khoản chi phí, mỗi tháng người làm nghề bắt nhện cũng cho thu nhập trên chục triệu đồng. Theo những người bắt nhện cho biết, nghề bắt nhện sẽ được bán cho các đầu mối ở Cần Thơ hay thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, nhện sẽ được cắt bỏ hết chân, rồi xay nhuyễn ra, trộn thêm một số phụ gia cần thiết để làm mồi câu cá tra và cá trê trên các tuyến sông lớn.
Liên tục chương trình là chuyên mục con số hôm nay. Thưa quý vị, con số hôm nay chương trình chọn đem đến cho quý vị là 700 triệu USD. Đây là con số dự kiến về giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2019 này. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASET cho biết, mặc dù xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2018 chỉ đạt 492,2 triệu USD, tuy nhiên thì thị trường này được dự báo vẫn có nhu cầu nhập khẩu rất lớn tôm Việt Nam trong năm 2019. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu tôm đứng thứ 6 trên thế giới, chiếm 3,5% tổng nhập khẩu tôm của toàn thế giới năm 2017. Hiện Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nhà cung cấp tôm chính cho Trung Quốc, chiếm 5,7%. Xét về giá nhập khẩu trên thị trường Trung Quốc, giá nhập khẩu tôm từ Ấn Độ và Indonesia luôn cạnh tranh nhất. Giá nhập khẩu trung bình từ Thái Lan cao nhất, giá tôm Việt Nam đứng thứ 2. Với nhu cầu tôm vẫn ổn định và vị trí địa lý thuận lợi, VASET khuyến nghị doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng được thương hiệu, chú trọng xây dựng bao bì phù hợp với thị trường Trung Quốc để duy trì xuất khẩu sang thị trường quan trọng này. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương. Thưa quý bà con, Singapore hàng năm nhập khẩu khoảng 90% lương thực, nông sản để đáp ứng nhu cầu trong nước. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Singapore là rau quả, cà phê và hạt tiêu. Lâm Đồng với thế mạnh về các mặt hàng nông sản, rau, củ, quả đã và đang trở thành thị trường nhập khẩu đầy tiềm năng của các doanh nghiệp Singapore. Singapore là đối tác thương mại thứ 6 của Việt Nam trên thế giới. Những năm qua, tăng trưởng thương mại giữa hai nước Việt Nam-Singapore tăng liên tục từ 12 đến 15% hàng năm. Nhu cầu nhập khẩu nông sản, chủ yếu là rau củ quả tươi tại Lâm Đồng của các doanh nghiệp Singapore là rất lớn, khi nguồn cung này tại Malaysia đang dần không đáp ứng được nhu cầu của đất nước này. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư chế biến nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng cũng là mảnh đất màu mỡ mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm. Singapore là một thị trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhập khẩu rau củ quả. Việt Nam lại là một trong những nước có những mặt hàng rau củ quả nổi tiếng. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Singapore muốn nhập khẩu rau quả từ Việt Nam để đa dạng hóa các sản phẩm nông sản trên thị trường. Hiện nay, Việt Nam đang là đối tác thứ 15 của Singapore. Chúng ta đã xuất khẩu được khoảng 3,5 tỷ đô la sang Singapore, trong đó 92% là các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam hiện mới chỉ chiếm có 8% giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Và chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng nhập khẩu rau củ quả của Singapore. Vì vậy là cái dư địa cho xuất khẩu của các sản phẩm nông sản của Việt Nam nói chung và của các sản phẩm nông sản của Đà Lạt, Lâm Đồng là rất lớn. Các hiệp định kinh tế đa phương, song phương sẽ tạo sức bật lớn cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có nông sản Lâm Đồng, sang các thị trường trong khu vực và thế giới. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với Singapore, nhiều cơ hội mở ra cho mặt hàng rau củ quả của Lâm Đồng xuất ngoại. Ở đó, cần có tiếng nói chung giữa doanh nghiệp hai nước trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Đa số doanh nghiệp Singapore đều thanh toán trực tiếp, không phải thanh toán qua LC. Chính vì vậy, việc kết nối, hợp tác lâu dài với nhau phải được xây dựng dựa trên chữ tín và chất lượng sản phẩm. Chất lượng nông sản Lâm Đồng đã dần rút ngắn khoảng cách với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ nhờ cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, công nghệ sau thu hoạch được đầu tư bài bản. Tin rằng những cơ hội mở như thế này sẽ được người nông dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản tại Lâm Đồng đón đầu thành công. Kính thưa quý bà con, theo đánh giá công tác đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản sang Singapore được xúc tiến sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, không chỉ giúp mở rộng thị trường của Việt Nam. Đồng thời góp phần giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.